Lần đầu tiên, dàn hợp xướng thiếu nhi Việt Nam Soul Art đã trình diễn những tiết mục đoạt giải tại Liên hoan Hội thi hợp xướng quốc tế Johannes Brahms lần thứ 7 tổ chức tại Wernigerode, Đức trong chương trình mang tên Hợp xướng Du ca diễn ra vào tối ngày 19 tháng 9 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đồng thời, dàn hợp xướng Soul Art cũng đã được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng vì những thành tích đã đạt được. Tại Liên hoan Johannes Brahms lần thứ 7, lần đầu tiên một đoàn thiếu nhi Việt Nam mà trong đó có tới hơn 80% các em không phải là học sinh nghệ thuật chuyên nghiệp đã chinh phục được ban giám khảo danh tiếng để giành được giải vàng, giải trình diễn ấn tượng và giải đoàn được khán giả yêu thích nhất trong những tiết mục mang đậm chất nghệ thuật dân tộc Việt Nam. Đây là một bất ngờ lớn đối với không chỉ tôi là chỉ đạo nghệ thuật của dàn hợp xướng thiếu nhi Việt Nam Soul Art mà còn là của tất cả những em thiếu nhi tham gia vào chương trình này. Đây là một cái cuộc thi khá là uy tín ở trên thế giới do Liên minh Văn hóa Quốc tế tổ chức và lại tổ chức ở tại một cái cường quốc về văn hóa, về âm nhạc kinh điển, đó là nước Đức. Chính vì thế mà chúng tôi thực sự là ngoài cái cảm xúc là bất ngờ, chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Để đạt được kết quả như vậy, cô giáo Đặng Châu Anh cùng các bạn trong đội hợp xướng Soul Art đã có thời gian tập luyện hết sức vất vả và nghiêm túc. Em được nghỉ hè muộn, thế nên khi mọi người phải đi tập thì em cũng phải nghỉ khá nhiều buổi, thế nên cũng có ảnh hưởng bởi vì cũng có kỳ thi ấy ạ. Những gì mà đoàn hợp xướng thiếu nhi Việt Nam Soul Art đã làm được thực sự là một bất ngờ lớn khi đây là một trong những đoàn có thí sinh dự thi ít nhất và hơn 80% các em tham gia trong đoàn không phải là học sinh nghệ thuật chuyên nghiệp. Và người góp một phần quan trọng trong chiến thắng của các em không ai khác chính là cô giáo Đặng Châu Anh, người đã khắc phục tất cả những khó khăn đưa các em đến với một thành tích đáng tự hào. Làm giỏi hơn người khác thì rất khó, nhưng mà làm khác người thì hoàn toàn không khó. Và chúng tôi đã chọn phương án này. Đấy là chúng tôi thấy rằng âm nhạc dân gian Việt Nam bản thân đã rất là đặc sắc, tinh tế và khác biệt. Chính vì thế khi mà đến với cả Liên hoan Festival quốc tế mang tên Johannes Brahms được tổ chức ở một cái đất nước lớn như nước Đức như vậy, thì chúng tôi quyết định là chọn phương án là dự thi bảng thi dân gian. Đây cũng là cái cơ hội để đoàn thiếu nhi Việt Nam Soul Art được giới thiệu với bạn bè Nam Châu những nét đẹp, những cái sự đặc sắc của âm hưởng dân ca Việt Nam nữa. Hợp xướng là loại hình âm nhạc kén người nghe nhưng lại rất gần gũi, dễ phổ biến và là hình thức nghệ thuật có khả năng phát triển toàn diện về tâm hồn, cảm xúc, nhân cách cho trẻ nhỏ. Khi tham gia vào một dàn hợp xướng, các em không chỉ phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc mà còn được rèn luyện nhiều đức tính cần thiết như kỷ luật, tập trung, tự tin, sáng tạo và khả năng làm việc nhóm. Đó là những phẩm chất cần có của một người trẻ trong cuộc sống hiện đại. Đó cũng chính là lý do mà chị Lê Thị Minh Khai đưa bé Minh Châu đến tham gia vào dàn hợp xướng Soul Art. Trước đây thì là gia đình chúng tôi đã cho cháu tham gia ở nhiều câu lạc bộ khác. Tuy nhiên sau khi mà chúng tôi biết về sự ra đời của Soul Art thì chúng tôi đã tìm hiểu và đã chuyển con đến đây học ngay từ những ngày đầu tiên của Soul Art. Và bây giờ thì cháu, tất cả các môn học của cháu về nghệ thuật thì đều tham gia Soul Art và không học ở chỗ nào khác. Cháu có rất nhiều thay đổi sau khi mà cháu đã tham gia vào Soul Art. Thứ nhất là đương nhiên là cái hiểu biết của cháu về nghệ thuật, về múa, về âm nhạc, rồi về hát là tốt hơn lên rất nhiều. Và ngoài ra là cái sự tự tin của cháu, từ khi cháu học Soul Art thì là cháu tự tin hơn và đi đến những môi trường khác nhau, và nhất là những môi trường mang tính nghệ thuật thì cháu hoàn toàn cảm thấy tự tin. Trở về Việt Nam với chương trình hợp xướng du ca lần này, các em nhỏ Soul Art biểu diễn những tiết mục như múa quạt, một thoáng quan họ, đặc biệt có 3 tiết mục đoạt giải tại Liên hoan Johannes Brahms lần thứ 7 là 2 bài dân ca cống khao Con gà gáy tê tê, Chặt gỗ đóng thuyền và bài dân ca xê đăng Chim riêng đi tắm, hòa tấu trưng Suối đàn trưng, hát dân ca Huế Lý ngựa ô, múa quốc mộc. Bên cạnh đó là 3 tiết mục hợp xướng từng đoạt giải bạc Liên hoan và Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ nhất tổ chức tại Hội An hồi tháng 3 vừa qua. Ngoài ra, cô giáo Đặng Châu Anh cùng các bạn thiếu nhi Soul Art đã tạo sự bất ngờ bằng một dàn hợp xướng khổng lồ tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đó là sự tham gia của cả các khán giả trong một bài hát của Soul Art.
buổi lễ, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao tặng bằng khen dành cho đoàn hợp xướng thiếu nhi Việt Nam Soul Art và những cá nhân xuất sắc của đoàn. Nghệ thuật luôn là cầu nối hữu hiệu xóa nhòa mọi ranh giới địa lý. Những điều mà đoàn hợp xướng thiếu nhi Soul Art đã làm được chính là một phần đóng góp trong việc đưa Việt Nam hội nhập với thế giới thông qua việc giới thiệu văn hóa Việt Nam bằng loại hình nghệ thuật kinh điển. Và cũng từ những chuyến du ca cùng Soul Art, những hợp xướng viên nhỏ tuổi, những công dân Việt Nam sẽ trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.